Chào mừng nha, hôm nay mình sẽ cùng chị em ở xóm mình nấu bánh canh và miếng ăn nha mọi người. Thì dạo này trời lạnh lạnh rồi đó, thì có những cái tô canh bánh canh nóng nóng thì mình ăn là bá cháy luôn á mọi người. Thì rau mình cũng đã chuẩn bị nè, giá hẹ rồi hành lá, những cái rau mà mình trồng được mình cũng hái nè. Và mình nấu chung với cái này là bộ lòng mà ở siêu thị người ta bán sẵn á mọi người. Rồi củ cải đỏ mình cũng sắt sẵn đây nè. Thì xương mình sẽ nấu với xương nha. Mình đã mua về và mình luộc qua một nước, mình đã bỏ nước đó mà mình nấu lại cái nước này, mình cho củ hành với và củ cải mà mình làm mà mình phơi khô đó mọi người, với củ cải trắng rồi mình sẽ nấu lửa riu riu từ từ để cho cái mình hầm cái xương này nha mọi người. Mình cũng cho củ cải đỏ rồi vô luôn, mình nêm nếm đồ cho nó vừa ăn cũng bình thường như mình nấu canh với thôi mọi người ơi. Cái này thì mình sẽ vớt ra nhà bộ lòng gồm có phổi, gan, ruột rồi đó mọi người, nó cũng không có đầy đủ, có một vài thứ thôi á. Mình mua của mấy chị bán trên mạng thì sẽ đầy đủ hơn, cái này mình mua ở siêu thị á, người ta chỉ có để một cái vài thứ như trái tim này kia cơ bản thôi á. Mình sẽ hầm lửa nhỏ nhỏ cho đến chín nha mọi người. Thì bộ lòng thì mình sẽ lấy ra mình sắt ra trước nha mọi người ơi. Thì bạn mình cũng đã đến đầy đủ rồi đó, mình sẽ cho tất cả nguyên liệu vào tô rồi mình sẽ cho nước dùng vô nữa là ăn nha mọi người ơi. Thì mỗi người sẽ vào vị trí là mình sẽ múc cho mỗi mỗi người một tô nha. Giờ đã xong nào, xin mời mọi người cùng ăn với chị em mình nha. Thì lâu lâu mình hay rủ mấy chị ở xóm làm này làm chi ăn những món ăn quê hương lắm luôn á, vừa ăn vừa nói chuyện đồ, nói dóc này kia cũng vui lắm mọi người ơi. Thì cái tô này của mình sẽ để rau thêm nè, rồi dưa ớt hoặc là hành đồ chanh đồ đó mọi người, thì mình sẽ để những thứ đó thêm vô rồi mình ăn nha mọi người ơi. Thì mình ăn chung với nước mắm nguyên chất vậy đó. Thì rau thì mình thích rau gì mình để thêm rau đó nữa. Thì mình cũng để làm đầy đủ mỗi một tô gì nè, một tô chà bá luôn mọi người ăn đã luôn á. Mình sẽ để rau sợi quế nè, ngò gai đồ nè, với có rau thơm thì tại mình cũng cắt luôn rồi mình để vô ăn, mình cái gì ăn được mình để vô mà ăn luôn nha mọi người. Rồi ta nói nha, thơm mà nó ngon gì đâu luôn mọi người, trời nóng nóng này mình ăn cái tô này thôi khỏi bàn luôn, ngon gì đâu luôn á. Củ cải muối mình làm nha, mình cũng có nêm thêm ít muối chứ không có nêm nhiều mọi người, tại củ cải muối nó ra cái chất mặn á mọi người. Mình sẽ muối củ cải thêm nữa và để dành để mình nấu nước súp này nha mọi người. Thì ăn xong mình sẽ ăn tráng miệng với những trái cây này là đông lạnh á, như chôm chôm, dải rồi trái mà trái hồng đồ với trái lê rồi này kia đó mọi người, mình sẽ ăn chập hai nữa nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye mọi người.